Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilsugi đây, và chào mọi người quay trở lại với cái series mà Bilsugi chơi đấu trường chân lý mùa 4.5 nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục thực hiện những thử thách mà tất cả anh em đặt ra cho mình nha. Thì như em thấy là mình đã có thần tài từ round 2.1 rồi. Ui, ôi trời ơi, chẳng là thần tài đổ rồi, chẳng là thần tài đổ rồi. Biết luôn và ngay nha anh em ơi, nhưng mà mình sẽ đợi khi mà cái round này nó bắt đầu á, rồi mình mới biết nha. Chứ mà mình biết sớm quá vào là mình thắng luôn á. Tại vì nếu mà đã ra thần tài round 2.1 như này nữa thì ngại, nhưng mà không fit. Với lại là mình ra con Katarina á, chứ không phải là con Darius anh em ạ. Con Darius thì fit chủ thu thì hơi khó. Nhưng mà cái tay lúc đầu game cực kỳ yếu luôn, tại vì nó không thể nào mà nó xoáy được á. Đây, mình bỏ một con một tiền vào nha. Biết tam kê này nó biết chi không? Tại vì tí nữa là có thể mình sẽ bị phá chủ thua đấy mà, tại vì mình gặp trường hợp này rất là nhiều rồi. Nên nếu như mà có thần tài tên anh sớm như vậy á, thì mình vẫn biết nha. Đến khi nào mà mình tầm chủ thua 11 hoặc là chủ thua 12 á, mình bán con tên anh này đi xong rồi biết cái con khác anh em mà. Còn nếu như mà mình bị phá á, thì mình sẽ tiếp tục chơi sâu thần tài luôn. Đó là những cái kinh nghiệm mình đúc kết ra được khi mà mình chơi thần tài mà chủ thua á. Tại vì mình bị phá chủ rất là nhiều rồi. Cái này là phải rút kinh nghiệm thôi. Ok, fit 2 trận mà còn tận 96 máu là rất là tuyệt vời luôn á. Rất là tuyệt vời luôn anh em ơi, đây là cái kỷ lục của mình luôn á. Thiệt, mình chưa bao giờ gọi là fit 2 trận mà còn 96 máu luôn á. Nhiều nhất của mình là 92 máu anh em ơi, còn 96 máu lần này là lần đầu tiên luôn. Vãi đá thì bỏ ra thua đúng một con, sướng chưa. Anh em nào mà có ý tưởng gì hoặc là thử thách nào mà muốn đặt ra cho mình thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện hết từng cái ạ. Cũng có một người biết được tam kênh tên anh, nhưng mà đó là tam kênh đấu sĩ. Không phải là thần tài đấy mà. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Tại vì có rất là nhiều anh em comment bảo là mình làm chủ thu 12 á. Mình đang cố gắng mình làm thật là nhiều gọi là chủ thu cho anh em xem. Tại vì một cái chủ thu á là nó lại rớt ra một cái combo trang bị khác nhau. Có thể là rất là nhiều Naco, có thể là rất là nhiều giáp thiên nhiên, có thể là rất là nhiều trang bị. Nên anh em cũng rất là thích xem những cái pha nổ hũ á. Tại vì mỗi pha nổ hũ là lại là trang bị khác nhau, nên mình cũng khá là thích làm. Ui, thua 3 trận còn 92 máu nè anh em. Kỷ lục của mình luôn á nha, mình thề với anh em. Không biết anh em nào đã fit 3 trận mà còn tận 92 máu chưa. Chứ mình đây là kỷ lục của mình luôn á. 3 trận còn 92 máu á. Cái fit mà gọi là sâu đậm nhất của mình với 3 trận á là còn 78 máu nha. Còn mà fit gọi là ít máu nhất á là còn 92 máu nè. Đỉnh thiệt. Con Darius cầm thì vàng á ta. Ui, fit 3 trận mà đứng ở top 5 luôn mà. Được chưa? Hợp lý chưa? Đây, lấy đa rất thì vàng luôn đi. Tại vì cái thì vàng này tí nữa có thể chơi được rất là nhiều bài nè. Như là bài cây lê thánh thần nè. Như là bài pháp sư, hoặc là thần rừng, hoặc là những cái bài gì ta, sát thủ cũng được anh em ơi. Tài long carry. Ok, mình chết sơ quay để mình biết cái nhà nào mình gặp rồi, cái nhà nào mình chưa gặp nha. Hiện tại thì còn hai nhà là rất là yếu mà mình chưa gặp nè. Còn những cái nhà ở top á, thì tí nữa mình sẽ bỏ con tam kê này vào để cho nó chủ máu nè mà. Còn những cái nhà ở phía dưới á, rất là yếu luôn. Bỏ vào sớm là mình mất chuỗi luôn á. Mình rất là sợ những cái lúc cuối mà mình bị phá chuỗi nha. Tại vì lúc đầu phá chuỗi á, thì mình có thể chốt được bài luôn. Lúc đầu, rồi lúc sau bị phá chuỗi thì rất là khó nha. Ok, phải biết xem là gặp ai nha anh ơi. Mình phải biết là mình gặp ai á, để mình xếp tướng với lại là mình bỏ tướng vào nữa. Bỏ con Darius này vào nha, nó sốc đam chung với là con Annie á, nhiều khi là giết đường thằng cũng được. Mình bỏ con Dana với là con Katarina này vào á, cho móc sau đây mà. Nhiều khi cái hàng tăng của nó cứng quá mà không giết đường nào á, thì mình sẽ móc ở hàng sau. Cố gắng lên. Ui, xoáy được con Katarina nó đâu là đẹp rồi. 4 trận còn 86 máu, quá đẹp. Rồi nha, hiện tại là mình cũng đã fit được 8 trận thua liên tục với thằng Tàu rồi number. Và cái lượng máu của mình cũng còn khá là nhiều á, là 52 máu. 8 trận mà còn 52 máu là nói chung là cũng được á nha, chứ không phải là quá nhiều đâu. Tại vì lúc đầu game mình fit tốt mà thua toàn một con hoặc là hai con á. Nhưng mà tầm giữa game anh em upgrade cái đội hình lên mạnh vác cái đáy á. Trận nào mình cũng thua ít nhất là tầm 3 con, 4 con, nhiều nhất là 5 con từ nãy giờ luôn á. Ui, gặp ngay ông top 1 như này thì khóc luôn rồi đó. Cố gắng giết được con Viga với lại là con Rakan thôi là đẹp nè. Được không ta? Không được luôn hả? Khó thế. Này thua nguyên sàn luôn rồi. Cô anh mày kìa.
đội hình thế giới, Tanking 3, Nunu 2, rồi Full 2 sao nữa, cái này sao chơi. Thua hết 6 con luôn này anh em ơi. 9 trận mà còn 39 máu. Fit thêm 3 trận nữa là mới đủ 12 máu. Lộn là mới đủ 12 ván. Vẫn được nha anh em ơi. 39 máu fit 3 trận là mình nghĩ là nếu mà fit thu ít đó thì vẫn được. Còn nếu như mà thu nhiều quá là cúp luôn ha. Thiệt. Thu nhiều là cúp luôn nha anh em ơi. Còn thu ít thì vẫn được. Tầm từ 3 con trở xuống á là được. Còn từ tầm 4 con trở lên mà liên tiếp 3 trận á thì đi luôn á nha. Tại vì sau cái round này là đã để đến round 4 rồi. Mà round 4 anh em biết rồi đó. Là cái con bait á nó trừ nhiều máu hơn. Cái này mình bỏ con Savannah vào để đếp máu nha anh em. Hồi nãy giờ cái team của mình nó gặp những cái ông kia toàn 2 sao, 3 sao rất là nhiều. Bị thiếu đam trầm trọng luôn. Mình bỏ con Savannah này vào để lấy thêm một chút đam. Cái gì mà giết được thêm nhiều con thì càng tốt. Mình đã biết được con Siyu này khi mà mình lên level 6 tầm 2 round. Nó tự ra nè mà. Mặc dù là chỉ có 5% thôi nhưng mà tỷ lệ ra cũng được. Đúng rồi, khẹt đi bạn ơi. Nhìn giống thắng quá à ta. Giống hơi bị thắng nha. Giết Savannah trước kìa. Ê, bậy nha. Rồi xong thắng mẹ rồi. Rồi xong mất chuỗi luôn. Với bỏng Savannah vào anh em à. Chuỗi là mình muốn lấy thêm những cái gọi là đỡ máu thôi á. Mà không ngờ thắng luôn nè. Savannah mạnh đó nhờ. Mình đã từng làm một cái meta về Savannah rồi á. Carry cực mạnh luôn. Nhưng mà mình không biết là một sao ghép cái cuồng đao nó mạnh đến như vậy luôn á. Cái đậu xanh đó. Đây là hũ chính nha anh em ơi. Hũ. Ui trang bị. Ui cũng được quá nhờ. Hũ chính tính ra cũng hơi bị xịn á. Nhưng mà không có Neko thôi. Rất là nhiều trang bị nè. Ít nhất là cũng phải tầm 7 đến 8 mảnh trang bị nè mà. Rất là nhiều. Nhưng mà không có Neko. Không có thì vàng. Không có giúp thiên nhiên. Chỉ là trang bị thôi. Cái này là hũ chính nha. Mình đã có thần tài từ round 2.1 rồi. Hơi tiếc cái nè mà. Tại vì trận này mình fit gọi là cũng hơi bị chuẩn á. Fit thua rất ít ở lúc đầu game. Xong rồi thua hơi nhiều ở lúc giữa game. Nhưng mà cái lượng máu này là vẫn fit được. Hơi tiếc một chút. Cái đồ này thì chắc là chơi tài lo hoặc là chơi Savannah thôi. Kelly chơi không được rồi. À Kelly chơi vẫn được mà anh em. Đồ này Kelly chơi vẫn được nè. Mình sẽ ghép tạm đồ mà đồ hình nào vẫn có thể xài được nha. Cái này thì từ từ em ơi. Nhiều đồ quá. Cái Betty cho Savannah trước đi. Mình tạm thời là vẫn lấy Savannah làm công nha. Tí nữa mình đổi đồ sau. Đồ này vẫn chơi Kaylee được nè. Vẫn chơi Talon được nè. Vẫn chơi Samira được. Vẫn chơi Olaf được. Vẫn chơi Chedami được. Nói chung là cái trang bị này thì chơi được khá là nhiều đồ hình đó. Nhưng mà cần phải 2 sao mới mạnh. Hơi tiếc rồi nè mà. Nhưng mà không sao. Nếu như mà mình đã gọi là nổ hũ xấu như vậy thì chơi tới bới luôn đi. Tại vì mình cũng đang có 6 thần tài nè mà. Mình vẫn đang có 6 thần tài nha. Thiếu mỏng cái tay thôi. Mình đang phân vân anh em à. Roll một tí nha. Nếu mà ra nó thì chơi luôn. Còn không ra thì chịu. Katarina đâu rồi? À đây rồi. Có luôn anh em ơi. Lúc nãy thì mình đã có Katarina rồi. Nhưng mà mình bán nó để mình tích tiền lãi á. Nên giờ kiếm lại nó cũng hơi bị tốn tiền tí. Đổi đồ hình nha. Ok anh em à. Savannah cầm đồ này một sao nó hơi bị đuối rồi. Đổi đồ lại cho Talon thôi. Thôi 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 thôi. Mình có giúp thiên thần rồi mà đúng không? Một cái hít kiếm đi. Cái Betty với lại là cái cuồng đao này thì mình nghĩ là cho con tự anh em ơi. Cho con nào ta? Cái đậu xanh đó. Đồ này cho Tài Lon rồi thì cái này cho con nào ta? Sát thủ thì không con nào xài được cả. Ghép thêm đồ tả vào thì Samira hoặc là Olaf xài được nha. Để mình coi thử đi chờ cái thì vàng hay không. Nếu mà có thì vàng tí nữa biến sát thủ luôn. Hoặc là biến thánh thần. Biến thánh thần chơi cái bài cái le luôn cũng được. Ok, rất trang bị nè. Hiện tại thì mình nổ hũ được rất là sớm á. Nên cái lượng trang bị thứ nhất là mình hơn người ta rất là nhiều. Thứ hai là tiền của mình nên mà nó rất là nhiều luôn á. Này nổ hũ á, không chỉ ra trang bị mà còn ra rất là nhiều tiền nữa. Mình đã có sẵn một cái thì vàng nha. Nếu mà đi chợ làm được cái thì vàng thì tốt quá. Còn không thì mình để những cái thì vàng này mình biến sát thủ. Cái đồ đam như này thì một là chơi sát thủ còn hai là chơi đồ tể thôi. Samira đồ này carry cũng rất là lực nè.
tiếc là không có đồ phép quá nhiều, chỉ có một cái gậy thôi. Kiếm bếp ra đúng nhiều luôn anh em à, thề. Mà đồ này tài lon cũng bắt binh quá nè, chọt đúng đâu luôn á. Đồ này không có nhiều người chơi tăng cho lắm á, tiên phong cái kiểu á, đồ này tài lon chọt là mắc binh. Ok, nếu như mình nổ hũ sớm á thì mình sẽ cố gắng mình snowball với 6 hoàng tài này luôn nha. Trang bị mình rất là nhiều, snowball cứ gọi là tuyệt vời luôn. Quay 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 on này on nè. Có thì vàng anh em à. Khó chọn quá ta. Mất thì vàng rồi. Lấy găng đi nha anh em ơi, tại vì on bây giờ mình lấy về cũng không biết bỏ con nào ra để bỏ vào nữa thiệt. On bây giờ mình lấy về là không biết bỏ nào ra luôn á nha, tại vì nếu mà bỏ cây ly ra á thì mình sẽ bị tốn mất 3-4 đồ, không có con nào cầm được hết á. Nó là tốn luôn, với lại là mình cũng chưa có đủ mạnh, chưa có đủ mạnh để bỏ con on vào. Nếu mà cái slot á thì mình sẽ cố gắng mình bỏ con Morgana hoặc là những con khác vào anh em ạ. Giờ mới rớt lòng đèn ra 400 năm rồi, giờ mới rớt à. Nhưng mà được cái là tiền cũng hơi nhiều. Cái này là chủ yếu là mình lấy cái trang bị mình ghép sắc sắc thủ thôi. Đồ hình của mình nó vẫn chưa có đủ mạnh để cho nó ghép đồ anh em mà. Nên lấy cái biến sắc thủ để cho chắc ăn. Cái này lấy búp cái đồ tể nha. Từ từ anh em ơi. Đồ này cho Olaf được không ta? Nãy mình tính là bán con Darod này để biến Olaf thành sát thủ á. Nhưng mà thôi, lỡ ghép rồi. Giờ muốn tìm lại Darod nó cũng tốn tiền nữa. Giờ cái mục tiêu duy nhất của mình là cố gắng tích tiền nè, lên level sớm nè, rồi kiếm 5 tiền nè. Chẳng này là làm tướng 5 tiền 3 sao đi. Tại vì cái lượng vàng của mình nó rớt ra nãy giờ rất là nhiều luôn. Một lần nổ hũ cực bự. Với lại là mình đang chơi 6 hoàng tài á, nên trận nào cũng gọi là có mười mấy vàng, hơn người ta rất là nhiều. Rồi hồi nãy mới thêm một cái lồng đèn nữa chứ. Tiền trời ơi nhiều quá cái đái luôn. Trời ơi, chuẩn bị nè anh em ơi, thấy thế giới chưa? Thấy thế giới chưa? Mình còn có một cái free roll nữa nha, cái xúc sắc nè. Sắp vào liền 19 luôn rồi nè. Rồi 4.6, kinh khủng. Mấy cái này tí nữa nó mà rớt ra thêm một cái quỷ thư nên là mắc binh nè. Quỷ thư là đẹp, còn không thì cứ đồ đam thôi. Chọn này mình thề với anh em là kiếm bếp đúng nhiều luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây anh em à. 6 cây anh em à. Wow, 6 kiếm bếp, cái đỉnh luôn. 7 cây chứ anh em, 7 kiếm bếp. Vãi trưởng á. Tài lon là cầm 3 cây nè. Tankin cầm 3 cây nè, Olaf cầm 1 cây nè, 7 cái kiếm bếp. Cái này là mình đi chợ còn không thèm lấy kiếm bếp á nha, không thèm lấy á nha anh em. Nó tự nổ hũ nó tự ra á, vãi trưởng á. Con luôn nè con luôn em ơi. Bỏ tạm và đút một rau đi. Bỏ hàng trên luôn đi. Tài lon này là thiếu cái tốc đánh thôi, mà giờ có ba cái hơi dây kia như này thì nãy em thấy đó, tài lon nó chọt như giải gạo vậy. Như giải gạo anh em à, như giải gạo luôn, mình thề với anh em. Chọt đúng nhanh luôn. Đó, đang vừa bự vừa chọt. Nhanh như này thì ai mà chịu nổi đây, thì vàng à. Ủa thì vàng tiếp nè, giờ găng đâu ghép ta. Hết găng rồi. Ok, đồ hình này là đẹp nhất rồi đó. Có đam, có tăng, có kiểu, xong rồi có thêm có hát đồ nữa nè. Cái thì vàng như này thì mình phải đỡ đồ thôi, không có ghép được rồi. Tiếc một cái là nãy nổ hũ, với lại là nãy giờ chơi thần tài thắng gọi là 4-5 trận liên tục rồi mà vẫn chưa thấy một cái Neko nào. Đó mới gọi là cay đó. Một ông chính cùng giáo, một ông thì xấu sát thủ à. Cay đó, căng thế nhờ. Hôm nay thì uoi thần rừng nữa, sát thủ thì hơi ngán bọn thần rừng này một chút, nhưng mà đam của mình nó bự thì cân được hết anh em ơi.
Hôm nay ba sao cũng nhiều nè. Rakan sắp 3 Lulu rồi cái Nunu nữa. Mấy nhiều thế. Cho tôi xin một cái Neko nào. Nãy giờ không có một cái Neko anh em ơi. Samira. Ui xin Neko nó chơi giáp thiên nhiên luôn à. Được thế nhờ. Từ Samira hay là Olaf ngon hơn ta. Từ nha anh em ơi. Mình roll cái đã. Ui Academy 2 nữa hả. Từ anh em ơi. Giờ slot này bỏ chai ta. Mình tính là chơi Samira đổ của Olaf. Nhưng mà chơi Academy 2 như này thì không cho cũng hơi uổng á. Giờ cho tí nữa bán không tiền quá ta. Bản CV vào định búp tóc đánh thôi nhưng mà có vẻ như nó hơi phế rồi. Thôi ghép đồ luôn đi anh em. Cái ông này mạnh quá. Ông này có 9 cuồng giáo mạnh quá. Tà lo của mình nó vẫn chưa lên 2 nha. Thiếu đàn quá. Aoshiba chết rồi. Chưa thua được, chưa thua được. Ủa ông này mạnh đến giờ. Cái bài 9 cuồng giáo này thật sự là ít ai chơi lắm. Nên người ta chơi là mạnh cực kỳ luôn á. Tại vì không ai giành tướng á. Ông này level 8 roll được lên 2 mà còn Unico luôn á. Ui được quá nhờ. On độ quá anh em ơi. Roll phát ra on 2 luôn. Lên có đồ xài luôn. Có đồ xài luôn anh em. Ủa có đồ xài rồi mà nó vẫn hiện ra là một round. Ui on tiếp nè. CU2 Samira hợp lý quá. Đổi thôi anh em ơi. Cho Samurai sát thủ nha. Hay là từ. Thôi Samurai đi. Mình tính với Chademy nhưng mà quên mất là Chademy full đồ. Tính ghép sát thủ này cho Chademy đấy mà. Tại vì nó 2 sao rồi mà quên mất là mình ghép full. Nó full đồ mất tiêu rồi. Ok. Nếu như mà không bị lỗi á, thì round này hình như là mình có tiếp tục thêm một món của On nữa đúng không ta. Tại vì nó hiện là 3... 3 round rồi, hình như là nó bị lỗi hay sao quá anh em ơi, để xem thử. Bích cái này thì Samira 2 nhưng mà cái trang bị này thì hơi phế nha. Long tộc cũng được, mũ cũng được nè, găng cũng được, kiếm súng. Ui, toàn đồ ngon không anh em ơi, thề. Mocker is the one rồi, thôi lấy cuồng đao đi. Cuồng đao cho Samira cũng được nè. Đồ phép thì hiện tại không con này của mình đã xài được đó nha. Mình chưa có sếp, mình chưa có sĩ quan luôn. Cái này nếu như mà on nó đúc được thêm một món này là bị lỗi nha nè. Là bị lỗi chắc luôn á. Ồ on 2 tức là what the. On đúng độ luôn anh em ơi, thề. Ui on nữa nè. Ui on sắp 3 luôn nè anh em. Một con nào, một con nào. Vãi trưởng chưa. Holy shit. Là lon á ta. Có bài luôn nè nhưng mà không có slot mua rồi. Ui Direct 2 sẵn luôn anh em ơi, ngon quá. Wow on roll roll chơi chơi thôi mà lên sắp 3 luôn anh em à. Cái này mà rất là cool nên là bắt binh nè. Wow. Tự ra on 2 cực sớm nha. Xong rồi tự ra thêm một con on 2 nữa. Roll phát nào là ra on phát đó mà. Wow. Cái này mình cũng không có đủ slot để bỏ 6 sát thủ vào á. Đủ thì đủ nhưng mà mình không có bỏ ngon này ra được nha. Lúc đồ bị kinh ái. Neko nào. Ui Neko luôn anh em ơi. Dễ chưa. Ui Samurai cũng sắp 3 luôn nè. Cái trận này là tại vì mình lên được level 9 sớm quá anh em ơi. Nên tất cả tướng 5 tiền của mình roll đó, nó dùng vào mình hết. Wow đỉnh luôn. Không ra rồi. Thôi không ra thì chắc là phải xài Neko thôi em ơi. Mình tính là để dành Neko cho con Samira cơ. Nhưng mà không ra thì chắc phải xài thôi. Ở đồ của mình đâu. Thôi cái này lên trễ quá nhưng nó không có đúc đồ luôn rồi. Lỗ mất ra rồi. Lên trễ quá không tính đồ luôn anh em ơi. Cay chua. Thường là on 3 star là một ra là đúc được một bó. Nhưng mà cái này lên trễ quá không tính đồ luôn mà. Rồi xong mất một bó. Không biết ra sao đúc ra hai món hay là một món này nữa.
Một món đây mà bắt món rồi, cay chua. Ồ, nhưng mà đồ xịn. Đồ mắc xịn luôn. Hồi nãy lên trễ quá, phân vân quá anh em ơi, nên mất món. Hơi tiếc. Mũ thủy à? Wow, trận này đồ chất lượng không nha, mình còn như một cái mũ nè. Hồi nãy đi chợ là mình có thể lấy được một cái mũ nữa, là ba mũ luôn á nha. Vải trưởng á, ba mũ luôn mà. Rồi sau round này được thêm món nữa anh em à. Nói chung là on 3 sao là cứ một round là nên một món. Cái này không biết mình có thể có slot tướng á nha, để mình ghép đồ on này không đây. Cho nó xà rồi đó nha nè, khổ chưa. Bàn tay họ tiễn á. Cho đạo con nào đi, tại vì cái này nó cũng không có cộng chỉ số gì quá nhiều á, nên cho một con này mà bình thường nó cũng được. Cái lượng trang bị của mình hình như nó hơi bị nhiều quá hết rồi đó. Cái này mình bỏ Chademy ra thì con cầm đồ ở Chademy này thì không có con nào cầm được á. Mình tính là bỏ Siwan vào để cho nó hai cái mũ, nhưng mà không có con nào chồng cầm đồ Chademy được hết á. On 3 sao đam nó cũng hơi ác ở nhà này mọi người. 11.000 đam. Nó carry luôn chứ gì nữa. Nó carry luôn chứ gì nữa anh em ơi. 11.000 đam mà lại. Cái con Tamkin 3 sao mà thần rừng với lại đấu sĩ như này thì chỉ có mình giết được thôi nha. Chỉ có mình giết được thôi anh em ơi. Ui ra găng như này thì ông nội mình cũng không có dám ghép nữa, tại vì mình đang xài on 3 mà anh em. Anh em nên nhớ nha, mình đang có on 3 sao nên những cái găng như này á là mình ghép thì rất là phí slot tướng. Bây giờ cứ một round mình được một món như này. Tính ra là cái trận này mình lên được on 3 rất là sớm luôn á, lên từ round 5 chấm mấy rồi. Vãi thì round 5.5 hay là round 5.4 rồi đó, trước khi đánh quái luôn mà. Nãy giờ được 1 2 3 4 món rồi nè. Để coi thử trận này được nhiêu món nha. Không biết kỷ lục mà đúc đồ của on anh em là được bao nhiêu món nè. Mình thì trận này sẽ cố gắng mình lập luôn nè anh em à. Tại vì đây là cái trận đầu tiên mà mình lên được on 3 đó. Thì với anh em với lại là lên được cực kỳ sớm luôn nha, không phải là lên trễ nữa. Nên là không biết cái trận này là mình sẽ đúc được bao nhiêu món với on này. Không biết anh em đã đúc được bao nhiêu món rồi thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Trời ơi chơi thần tài. Nó vừa ra đồ của thằng tài, nó vừa ra đồ của on như này thì xài sao mà hết anh em ơi, thiệt. Rìu đen không? Con nào cầm được ta? Con Chademy với lại là con tài lon của mình. Ây da, chắc là phải tìm đứa để đổ đồ thôi. Hai con đam chính của mình thì lại không được xài đồ của on thì hơi kỳ nha. Chắc là phải tìm tài lon 2 sao để đổ đồ thôi anh em ơi. Để đổ đồ thôi, chứ không được xài thì cũng hơi. Ây da, bán nhầm mẹ tướng luôn. Tính bán con Zone mấy cây chua. Nhiều khi cái tay nhanh hơn cái não quá nè. Tí nữa bắt lại nha nè. Tí nữa bắt lại nha. Cứ bấm nhầm thôi. Ông này một máu, ông này hai máu. Xui chưa, Nili 3 chiến tướng có gì khổng lồ luôn, đánh không vẫn không lại con Tamkin mấy vật đó. Ôi thêm một cái dây kê nữa kìa, nhưng mà lấy dây kê nhiều quá con không tốt. Cũng không tốt cái này mà, cũng không tốt. Cái này chắc lấy Siwan 2 đi cơ. Đồ của mình nhiều quá anh em ơi. Vừa đồ on, vừa đồ thần tài, đồ nổ hũ nữa. Mấy. Nhiều quá rồi đó. Trận này mình sẽ cố gắng mình lập kỷ lục với cái lượng đồ mà on nó đúc được nha anh em. Ủa cái gì đây? Cái gì đây anh em ơi? Trang bị của on lộn, trang bị của thằng tài rất một phát ba mảnh luôn à. Từ anh em ơi, nhiều quá từ. Nhiều trang bị quá, máy xài không hết. Tà lon nè, cái Chademy luôn nè. Xài không hết thiệt luôn á anh em ơi. Samira Ron chay luôn mà, Samira Ron tự lên luôn mà. Dễ chưa? Này game sát thủ à. Đồ nhiều quá phải ghép bớt anh em ơi, chứ nhiều khi tí nữa mình loạn á.
lọt chắc luôn á. Thề cái này là chắc chắn là không thể bán tướng được rồi nè, không thể nào mà bán tướng được á. Ui tiền nữa kìa, vừa thần tài hắc tiền rồi vừa thêm cái đồ trang bị này nó hắc tiền nữa, chịu sao nổi, chịu sao nổi. Lại thi vàng, thêm một cái kéo nữa. Nhiều quá anh em ơi, xài không hết. Đang kiếm tài loan đổi đồ cái, đang kiếm tài loan anh em ơi, lại Samira 3 nữa, đổi đồ cái. Đây rồi tài loan. Kiếm tài loan mà đổi đồ cái nha anh em ơi. Ủa tài loan sắp bay luôn nè, Ron chơi tài loan sắp bay luôn mà, dễ chưa. Sĩ quan sắp bay luôn nè anh em. Cái này tới nữa mình sẽ bán tên anh thằng tài này nha. Bán tên anh thằng tài mình roll tên anh Siwan với lại là tên anh Samurai nếu như mình đã có. Mà chắc không lên được tên anh Samurai đâu anh em ơi, cái này là phải roll chay Samurai rồi. Tại vì Samurai nó có 90 con mà mình roll hết 8 con rồi thì nó không đủ để mà nó ra tên anh Samurai nha. Phải đủ cái lượng tướng thì nó mới ra được tên anh, còn nếu mà không đủ thì nó cũng không ra đâu nha nè. Ủa Siwan. Ủa là trang bị nó mà nhiều quá mấy. Cho thêm một cái dây kia nữa. Ủa thêm một cái dây kia nữa anh em ơi. Ây da, ây da, nhiều quá anh em ơi. Từ bán tướng không được luôn à. Cái đậu xanh nó lọn luôn anh em à. Phải ghép bớt đó, ghép bớt đó. Ui Siwan sắp bay luôn mà. Ui Samira 3, ok. Siwan một con nữa, một con Siwan nữa, một con Siwan nữa nào. Siwan một con nữa. Bây giờ không ra hả? Không ra rồi anh em ơi, không ra rồi anh em ơi. Thôi không ra thì chịu thôi. Ui đồ nhiều quá. Đồ nhiều quá anh em ơi. Ây da. Ủa bị lát rồi. Mình mang cái súng hai tặc này mà. Ủa anh em ơi, mình mang cái súng hai tặc này cho Talon mà, tại sao nó lại ra cái hiếp kiếm với lại cung party là như nào ta. Lát rồi. Không sao. Đồ nhiều quá. Ghép mà full tướng hết. Hết tướng luôn á. Ghép mà full hết tướng luôn á anh em à. Mày có đôi nhãn chưa? Ok và giữ tất cả nha, tạm biệt em, hẹn gặp lại sau nha. Chắc là nhớ like và stay một mình nha. Bye bye.